Làm cơm nắm đi chị, mong chị rep. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cơm nắm nha. Đầu tiên sẽ lặn cục đất thành hình tam giác. Tiếp tới mình lấy giấy bạc để tạo sần lên trên cái bề mặt giống như hạt cơm. Mình sẽ làm sần hết trên bề mặt cái khối đất mình vừa tạo. Sau hoàn thành sẽ gắn một cái khối đất màu đen lên để tạo thành rong biển. Cái giải đất này mình cũng làm sần sần một xíu cho nó giống thật hơn. Và thế là xong rồi này mọi người. Quá là đơn giản đúng không? Và đây là thành phẩm nhiều cái sau khi nung xong này. Còn món nào thì các bạn cứ bình luận ở dưới nha. Tạm biệt mọi người. Chị ơi, chị làm kẹo bắp đi chị. Ok em nha, hôm nay mình làm kẹo bắp nhé. Đầu tiên là mình tạo hình cái kẹo bắp. Sau đó mình cho đi nung. Bây giờ mình làm cái khuôn nha. Làm cái khuôn thì đến cái lúc mà mình làm kẹo ấy, nó sẽ đều và đẹp hơn và sẽ nhanh nữa. Các bạn dùng phấn em bé nhé, để sao cho cái đất mình làm khuôn và cái bắp ngô mình vừa làm ấy nó không bị dính. Và mình tách khuôn ra nó cũng dễ nữa. Rồi mình mang đi nung. Nung xong thì mình lại dùng phấn em bé tiếp. Rồi mình ấn vào để tạo thành cái bắp ngô. Mình sẽ tỉa cái đất thừa xung quanh cái bắp ngô đấy đi. Và lấy ra rất là nhanh gọn đúng không? Làm hàng loạt nó sẽ siêu nhanh luôn. Nung xong thì mình bắt đầu hàn để đóng gói từng cái kẹo một. Xong rồi mình cắt tỉa đi một tí cho nó gọn. Bây giờ mình làm những cái vỏ bên ngoài. Rồi mình cắt cái bản in ra. Cái này thì các bạn không có thì các bạn chắc để túi trần cũng được. Mình thì mình tự thiết kế được. Rồi tỉa cái lỗ này ra để tí nữa sẽ nhìn được cái kẹo bên trong ấy. Xong thì mình lột cái tem ra, xong rồi dán vào cái túi mà mình vừa mới làm xong. Nhẹ nhàng và cẩn thận thôi, không có nó bị lệch mất. Xong mình sẽ hàn một đầu lại, rồi cho kẹo vào bên trong túi. Rồi đóng gói lại là xong rồi. Nghĩa là hoàn thành cái gói kẹo rồi. Thank you mọi người đã xem video. Làm cái này đi chị, làm donut đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ dùng khuôn để tạo hình cái bánh ở dưới, sau đó ốp đất lên trên, rồi dùng que kem kẻ thành các đường sọc, làm thành cái lớp đường ở bên trên cái bánh donut. Bây giờ làm đến loại khác này, trộn đất với dung dịch làm mềm đất sét, các bạn cứ trộn đều nó với nhau. Sau khi trộn xong thì sẽ có một cái dung dịch như thế này, mình sẽ quét lên trên cái bánh, giống như quét một lớp sô-cô-la lên trên. Sau khi xong mình sẽ trang trí những hạt cốm lên. Thế là hoàn thành thêm một cái nữa. Bây giờ đến màu xanh, cũng tương tự bánh sô-cô-la thôi. Xong thì mình làm đến màu đỏ và các màu khác các bạn cứ làm tương tự thôi. Trộn đất với dung dịch làm mềm đất sét, sau đó cho cốm lên. Và đây là thành phẩm sau khi đã làm và nung xong. Thế là hoàn thành rồi, các bạn còn món nào nữa thì các bạn cứ bình luận ở dưới nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp cái gói snack. Cái bộ snack mình quay trong cái video này gồm 7 gói. Đầu tiên các bạn kẻ cái đường gấp, sau đó cuộn lại. Cuộn lại như thế này thì tí nữa gấp nó sẽ tạo độ phồng dễ hơn. Sau đó các bạn dán keo hai đầu và kẹp lại bằng cái kìm nha. Kẹp như thế này thì nó sẽ tạo cái đường gấp dễ, nó dễ phồng hơn. Còn không thì các bạn gấp bằng tay cũng được. Rồi mình cứ lần lượt làm từng gói một. Như mọi người thấy thì sẽ rất đơn giản nếu mà có thêm cái dụng cụ hỗ trợ. Gấp nó sẽ đẹp hơn và vuông vắn hơn. Đó, thế là các gói dần dần đã hoàn thành rồi. Bạn nào thích tự gấp thì các bạn có thể vào shop mua các bao bì này về để tự làm nha. Và xong rồi đây, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chị làm coca nha, em follow rồi. Có chắc là follow rồi không đấy? Không những làm coca mà chị còn làm nhiều loại khác nữa nha. Đầu tiên mình sẽ tạo hình cho cái nắp, sau đó tạo cái thân cốc ở dưới. Tiếp tới mình sẽ gắn nắp và thân với nhau. Và đây là cái ly hoàn thiện nè. Sau khi mình mang đi nung thì mình sẽ dán cái nhãn lên. Thích nước gì dán nhãn nước đấy. Ở đây mình có mấy loại nhãn dán khác nhau nè. Cứ lần lượt dán từng cái một thôi. Coca-Cola thì có nhiều loại nước khác nhau, nên mình sẽ làm nhiều loại luôn nha. Và cũng xong thành phẩm rồi nè. Thêm một ly nữa là xong. Và đây là thành phẩm sau khi làm xong. Cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.
Làm hạt hướng dương đi ạ. Có ngay nha em. Đầu tiên cắt khúc cục đất màu đen như trên video, sau đó mình sẽ cho đất trắng xen kẽ vào giữa các khe hở. Sau khi ốp xen kẽ xong, mình sẽ cắt tỉa đi. Mình sẽ bóp cho nó gọn lại, sau đó bọc bên ngoài một lớp đất màu trắng. Xong mình sẽ cắt cái đoạn đất thừa đi và vo nhỏ cái miếng đất mình vừa tạo hình xong. Nó sẽ bé như thế này, mình sẽ cắt thành miếng nhỏ và bày lên trên. Sau khi nung xong và dùng dao gỡ ra thì mình sẽ có thành phẩm như thế này. Đến giai đoạn đóng gói cho hạt hướng dương, cho một ít vào trong túi rồi hàn nửa túi lại bằng máy là tóc. Bây giờ là dán nhãn lên là hoàn thành thôi. Mình sẽ làm 3 vị khác nhau, tượng trưng cho 3 màu. Các sản phẩm này mình đều có ở trên Shopee rồi. Các bạn tìm sản phẩm trên link bio ở đầu trang nha. Còn món nào các bạn yêu thích thì các bạn cứ bình luận ở dưới nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.